Cảm ơn cô hôm nay đã giúp đỡ mẹ tôi nha. Tại tôi là nhà báo mà, hay lo chuyện bao đồng lắm. Thấy cái gì giúp được là tôi giúp thôi. Mà nè, tôi nghĩ là anh nên đưa mẹ anh đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Nếu mà lỡ hồi nãy á, mẹ tôi có tỉnh dậy thiệt á, thì cô sẽ nhận mình là cái gì? Chắc tôi sẽ nhận mình là em gái, hay là một người bạn có thể đồng cảm và chia sẻ được. Dù sao thì tôi cũng vừa trải nghiệm một chút đau khổ trong tình yêu. Mẹ tôi á, chắc là sẽ thích cô lắm á. Nhưng mà tiếc là tuổi tác của hai người trên nhau quá. Nếu cô mà làm em gái của mẹ tôi nghĩ là rất là hợp nha. Thì mẹ anh cũng chỉ yên tâm cho ba anh tiếp xúc với em gái, cho nên là không có nghi ngờ hay là cảnh giác tôi gì hết. À, mà sau này á, anh đừng có kéo tôi chụp hình chung với gia đình như vậy nha. Lỡ sau này hai tụi mình kết thúc, không lẽ anh lôi hết cả nhà đi chụp hình xong rồi treo lại phòng khách hả? Ây da, đâu? Làm gì có tâm chút xíu thì được không? Đang diễn đó, diễn thì phải diễn cho thật chứ. Ờ, rồi thật quá thì làm sao quay đầu lại được hả? Là tôi quay đầu lại không được, hay là cô quay đầu lại không được? Là bà nội của anh đó. Anh có biết á, là bà yêu thương tôi và tin tưởng tôi nhiều cỡ nào không? Còn định trao cho tôi cái chuỗi ngọc của gia đình Nguyễn Hoàng nữa đó. Chuyện đó bình thường mà. Bà nội tôi là một con người rất là có bác tin đời. Bà nội tôi nhìn ra cô là người tốt, rất là đáng tin, cho nên bà nội tôi thương cô. Tốt mà. Cho nên là mình dừng lại ở đây thôi. Và ngày mai những yêu thương có quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, không bao như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ác mộng, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại. Chị, nghỉ xíu đi, đi ăn trưa nè chị. Em ăn trước đi. Ờ, vậy em đi ăn trước à? Ừ. Yến ơi, đi ăn trưa thôi em. Chị đợi em chút được không? Bây giờ cảm xúc em đang dâng trào lắm. Em mà đi ăn một cái là quên hết luôn á. Ăn uống thì phải đúng giờ chứ em. Đợi em chút đi mà nha. Lẽ ra là bình thường á, chị đợi em được á. Nhưng mà ngày hôm nay chị có một buổi phỏng vấn rất là đặc biệt. Bởi vậy cho nên á, là chị phải tranh thủ ăn để còn kịp giờ đi nữa. Chị đi phỏng vấn? Người nào mà đặc biệt dữ để trưởng ban của em đích thân đi phỏng vấn luôn. Ừ thì là anh La Cà của chị đó. Anh hai của em hả? Ủa, anh hai của em có gì đâu mà phỏng vấn ta. Đời tư cũng bình thường, cũng ham làm chút á. Nhưng mà đối với chị thì anh ấy rất là đặc biệt. Vì hạnh phúc nửa đời sau của chị, buổi phỏng vấn ngày hôm nay chị nhất định phải thực hiện. Mà nè, em cũng nhớ phải ăn uống cho đầy đủ đó nha. Chứ không thôi người ta nói chị bóc lột nhân viên đó. Em biết rồi. Thôi chị đi trước nha. Bye. Dạ, bye chị. Chị Yến ơi, có shipper giao đồ ăn đó cho chị nè. Vì không phải trả phí cho nên là em nhận giùm chị luôn. Cảm ơn em nhiều nha. Nhưng mà ai gửi vậy? Dạ em đâu có biết đâu. Chắc là có ai đó quan tâm đến sức khỏe của chị Yến đó. Biết vậy hồi nãy em không ăn, em chờ chị ăn chung. Nhưng mà em lỡ ăn rồi. Thôi chị ăn đi để đói nha. Tới mình rồi. Biết đang cảm ơn hay đang chửi mình nữa ta. Nhắc hai lần vậy là đang cảm ơn mình chắc luôn. Ôi, Linh vậy? Tôi đã nói dừng lại rồi mà. Diễn sâu dữ vậy? Mắc mới tôi phải dừng. Đang vui mà, mắc mới phải dừng. Còn cái ông nội kia nữa, kêu đi mua giùm hộp cơm, mua nãy giờ chưa về nữa. Biết gì đặt shipper giao tới cho rồi. Thanh xuân ơi, anh nguyện giữ
chân thành vẹn nguyên, phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.